Một đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau đi qua khu rừng, ánh sáng duy nhất đến từ ánh trăng tròn len lỏi của những tán cây. Cô gái bị thu hút bởi câu chuyện của bạn mình. Cô ấy chưa bao giờ thích những câu chuyện ma. Cô ấy quá dễ sợ hãi, nhưng bạn cô ấy thì không quan tâm đến điều đó. Nhưng điều họ không nhận ra là có một thứ gì đó khác ngoài khu rừng. Thứ đó vẫn đang âm thầm theo dõi họ. Cô gái vẫn tiếp tục nhìn xung quanh, hướng về phía khu rừng để xem có thứ gì ngoài đó đang theo dõi cô không. Nhưng trời quá tối để có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vượt qua ánh sáng mờ ảo do lửa trại tỏa ra. Ngay lúc đó, một thứ gì đó xuất hiện từ khu rừng. Đôi bạn trẻ không hề biết rằng có một đôi chân phía sau họ bước cùng họ từng bước. Từ từ, nó bắt đầu vươn về phía họ. Nó là cái gì vậy? Cô gái hỏi theo bản năng. Đó là Gasadokro. Cô gái hét lên sợ hãi khi bị một bộ xương túm lấy từ phía sau. Nhưng tất nhiên, tiếng cười của bạn bè khiến cô ấy hiểu ra rằng đây không phải là Gasadokro thật. Đó chỉ là một người bạn của cô trong chiếc mặt nạ. Không ai có thể kìm được tiếng cười của mình. Ngay cả cô cũng phải phì cười một tiếng. Khi bạn của cô tháo chiếc mặt nạ hình đầu lâu rẻ tiền của mình, cô ấy tinh nghịch đánh vào tay anh ấy. Đồ ngốc! Cậu lên thấy cái bản mặt của cậu lúc... Bất chợt, một bộ xương khổng lồ nhảy khỏi khu rừng và vồ lấy cậu thanh niên, nhét thẳng cậu ta vào miệng. Cậu thanh niên khóc thét lên khi xương của cậu bị kẹp giữa hai cái hàm khổng lồ của nó. Mọi người la hét và quay đầu bỏ chạy. Nhưng một bộ xương khổng lồ khác xuất hiện từ trong rừng. Nó tóm được hai người trong nhóm, mỗi người một tay, rồi đập họ vào nhau nhiều lần, không để lại gì ngoài một đống thịt mềm dưới những ngón tay xương sầu của nó, và sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cô gái không biết phải làm gì. Cô ấy như hóa đá vì sợ hãi, không thể cử động hoặc thậm chí không thể suy nghĩ. Cô gái bị kéo lại từ phía sau và quay lại nhìn thấy người bạn của mình hét lên. Nào, chúng ta phải chạy thôi. Cô ấy vẫn không cử động, thậm chí không thể rời mắt khỏi cảnh kinh hoàng đã diễn ra ngay trước mắt mình. Nhưng một chàng trai đã nắm lấy tay cô và kéo cô vào khu rừng phía sau anh ta. Khi chạy qua khu rừng, họ có thể nghe thấy tiếng kêu của những người bạn đang bị ăn thịt bởi những bộ xương khổng lồ. Tuy nhiên, họ không thể làm gì để giúp họ. Tất cả những gì họ có thể làm là chạy. Cả hai chạy nhanh hết mức có thể, xuyên qua khu rừng tối mịt, nhảy qua những thân cây đổ, hy vọng rằng đất phía bên kia sẽ cứng cáp. Chân cô gái vấp vào một gốc cây và ngã mạnh xuống đất. Bạn cô dừng lại và nhanh chóng quay lại. Khi anh ấy đang giúp cô ấy đứng lên khỏi bùn, cả hai đều nhận thấy điều gì đó. Một âm thanh, tiếng thình thịch nặng nề của một bộ xương khổng lồ khác, và nó đã đến gần hơn với họ. Nào, chúng ta phải tiếp tục. Với một tiếng hét lớn, một bàn tay to lớn xương sẩu xuất hiện từ trong rừng và tóm lấy chàng trai. Bộ xương khổng lồ nâng cậu ta lên cao cả 100 mét trong không khí và nhét cả người cậu ta vào miệng của nó ngay trước mắt cô. Cô chậm rãi lùi về phía sau, biết rằng mình sẽ sớm gặp số phận tương tự, cho đến khi mặt đất biến mất dưới chân cô. Cô ngã nhào xuống sườn đồi, lộn nhào từ đầu này đến đầu khác, đầm xuyên qua bụi cây, trên sườn đồi cho đến khi rơi qua bờ kè. Nếu cô ngã xuống đồi, làm cô ấy bất tỉnh, thì cú rơi qua bờ kè cũng đủ làm cô ấy tỉnh lại. Cô ấy chấn tĩnh vừa đủ trở lại để lăn xuống dưới mỏm đá của bờ kè trước khi quá muộn. Cô thu mình dưới mỏm đá và quan sát khi hai bộ xương sải bước qua nơi ẩn náu của cô và tiếp tục đi sâu hơn vào khu rừng. Cô ấy lắng nghe cho đến khi tiếng bước chân của chúng biến mất. Cô ấy không biết phải làm gì. Cô ấy đang suy nghĩ xem có nên cố gắng quay lại khu cắm trại và xem có ai trong số những người bạn của mình còn sống hay không. Nếu có, họ có thể cần sự giúp đỡ của cô. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có vô số những thứ này ngoài kia? Nếu chúng quay lại tìm kiếm cô ấy thì sao? Đó, cô quay cuồng, không biết phải làm gì. Cô không thể suy nghĩ thấu đáo. Tai cô ấy ù đi khi ngã nhào xuống sườn đồi, và cô ấy có thể nghe rõ mồn một tiếng lập cập vì sợ hãi của hai hàm răng khi đang cố gắng quyết định hành động tiếp theo của mình. Đang cố gắng giải thích cơn ác mộng mà mình đang gặp phải, cô ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó. Một bóng đen dưới ánh trăng bắt đầu trồi lên trên mặt đất trước mặt cô. Đó là khi cô ấy nhận ra điều gì đó khác. Âm thanh không phải phát ra từ hàm răng của cô ấy. Âm thanh đang phát ra từ một nơi khác. Cô đứng dậy và quay lại thì thấy một cái đầu lâu khổng lồ đang từ từ nhô lên sau lưng bộ xương khổng lồ. Bộ xương này thậm chí còn lớn hơn những bộ khác, vươn về phía cô. Cô gái nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của mình, thì bộ xương bắt đầu thét lên. Đó là một loại âm thanh khác ban nãy. Cô ấy mở mắt và gần như chẳng nhìn thấy gì bởi ánh sáng trắng cường độ cao chiếu vào mặt của bộ xương. Có vẻ như nó đang thét lên vì đau đớn khi bị ánh sáng đó chiếu vào.
và cô ấy buộc phải quay đi và che mắt của mình. Cũng nhờ đó mà cô ấy nhìn thấy nguồn sáng. Đó là một người đàn ông mặc đồng phục. Anh ta trông giống như một kiểu cảnh sát gì đó, nhưng thay vì một khẩu súng, anh ta đang cầm một chiếc đèn pin khổng lồ và chiếu vào bộ xương. Nhiều người đàn ông mặc giống hệt anh ta đang bước ra từ khu rừng, thổi bay bộ xương với nhiều ánh sáng hơn. Nó vẫn tiếp tục kêu lên, nhưng dường như bất lực để làm bất cứ điều gì. Cô ấy quan sát bộ xương từ từ biến dạng và tan rã trong ánh sáng, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Sau đó, cô gái ngồi ở phía sau xe tải với một tấm chăn quấn quanh vai. Một trong những cảnh sát. Ít nhất cô nghĩ anh ta phải là cảnh sát, mang cho cô một ly nước ấm. Cô vẫn không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy vào đêm hôm đó. Những sinh vật quái dị đã giết và ăn thịt bạn bè của cô. Cô cảm thấy điều đó dường như không có thật. Cảm giác giống như cô đang xem một bộ phim vậy. Những thứ đó, chúng có phải là Gasadokuro không? Cô ấy hỏi. Một người đàn ông mặc áo blue trắng nhìn lên từ chiếc bàn gần đó, nơi anh ta đang làm việc gì đó. Cô ấy nghĩ rằng anh ta phải là một bác sĩ. Đúng thế, anh ta nói với cô. Hoặc một cái gì đó tương tự như chúng. Có thể chúng chính là nguồn cảm hứng cho truyền thuyết về Gasadokuro, hoặc có thể chúng chính là nó. Đơn giản là chúng tôi không biết. Cô ấy hỏi. Tất cả bạn bè của tôi đều... chết rồi. Anh ấy xen vào. Tôi biết điều này là khó khăn cho cô. Bị truy đuổi bởi những bộ xương quái dị khổng lồ và chứng kiến bạn bè của mình bị ăn thịt. Điều đó rất khó khăn với bất kỳ ai. Cô gái bắt đầu khóc nức nở. Sức nặng của những sự kiện diễn ra cuối cùng đã đánh cuộc cô ấy. Nhưng tôi có một số tin tốt, anh nói với cô. Cô ấy sụt sịt và nhìn lên vị bác sĩ. Tên hay không thì tùy. Tôi đã thấy điều này xảy ra rất nhiều. Và cô không cần phải lo lắng, bởi vì cô sẽ không nhớ bất cứ điều gì xảy ra hôm nay. À! Cô gái la lên và nhìn xuống thì thấy anh ta đã dùng ống tiêm đâm vào đùi cô. Cô ấy cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng cô ấy dần cảm thấy yếu đi và mất đi phương hướng. Cô ấy lắc lư một chút trước khi nhắm mắt và bất tỉnh. Cô gái thức dậy với ánh nắng ban mai trong phòng ngủ của mình. Cô ngáp dài và vươn vai. Giấc mơ kỳ lạ về những bộ xương trong rừng đã trôi tuốt khỏi tâm trí của cô. Konnichiwa. Tài liệu hôm nay thuộc về một thực thể dị thường đáng sợ ở Nhật Bản, được gọi là Gasadokuro, nhưng được tổ chức SCP gọi là SCP-2863, bộ xương chết đói. SCP-2863 không chỉ là một, mà là toàn bộ quần thể các thực thể giống với những bộ xương người khổng lồ. Kích thước của những sinh vật khổng lồ xương sẩu này có thể khác nhau, nhưng trung bình chúng cao khoảng 30 mét. Mặc dù số lượng chính xác của chúng là không rõ, hơn 200 cá thể riêng biệt đã được xác định và phân loại, với mỗi cá thể có dữ liệu đặc biệt như xương của chúng có các loại tổn thương hoặc vết bỏng khác nhau. Các cá thể SCP-2863 hiện nay chỉ được tìm thấy ở Nhật Bản, nơi chúng sẽ chỉ xuất hiện sau khi mặt trời lặn. Người ta vẫn chưa biết liệu các bộ xương có chi giác hay không, mặc dù có cảm giác chúng có vẻ có chi giác khi chúng tham gia vào hành vi săn lùng và tiêu diệt con người. Mặc dù kích thước khổng lồ, nhưng chúng có khả năng di chuyển rất yên tĩnh khi chúng muốn. Dù đã có báo cáo từ những người sống sót về việc chúng xuất hiện sau một âm thanh giống như tiếng kêu lạch cạch, mà rất có thể là tiếng răng của chúng, hoặc tiếng bộ xương khổng lồ của chúng va chạm vào nhau. Một khi chúng tóm được một người nào đó, chúng sẽ ngay lập tức ăn tươi và nuốt sống họ, với máu của con người dường như được hấp thụ trực tiếp vào xương của chúng. Vì chúng không có bất kỳ cơ quan tiêu hóa nào, không rõ liệu chúng có cần máu của con người để làm thức ăn hay không, hay hành vi săn mồi của chúng được thúc đẩy bởi thứ gì đó khác. Việc giám sát và kiểm soát các cá thể SCP-2863 trước đây là trách nhiệm của cơ quan kiểm tra các vấn đề dị thường Hoàng gia Nhật Bản, IJAMEA, như tên gọi là câu trả lời của Nhật Hoàng dành cho tổ chức SCP. Khi cơ quan này được giao nhiệm vụ điều tra những dị thường ở trong biên giới của nước Nhật vì lợi ích của chính đế quốc Nhật. Một số đặc vụ của IJAMEA từng điều tra Gasadokuro vào cuối Thế chiến thứ 2 trước khi chuyển giao cho tổ chức SCP sau khi cơ quan kiểm tra các vấn đề dị thường bị giải tán. SCP đã tiếp quản công việc của họ nghiên cứu về dị thường. IJAMEA cũng cung cấp các tập tin gốc của họ về các sự kiện dị thường đó. Điều này đã cung cấp cho các tổ chức SCP thông tin đầu tiên về những bộ xương dị thường khổng lồ, theo tệp được dịch của IJAMEA. Gasadokuro được tạo ra bởi những cái chết hàng loạt, bởi sự đau khổ tích tụ của hàng trăm người. Mặc dù Gasadokuro cuối cùng cũng sẽ tàn lụi, nhưng chúng vẫn tồn tại trong nhiều thế kỷ sau khi được tạo ra, tồn tại cho đến khi đau khổ của nó mờ nhạt dần và biến mất.
và cũng không có cách nào để đẩy nhanh quá trình này. Hồ sơ của IJAMEA cũng giải thích rằng trong khi vũ khí thông thường vô dụng đối với những bộ xương dị thường, ánh sáng có thể được sử dụng để tiêu diệt các sinh vật đó, kể cả ánh sáng tự nhiên hoặc là ánh sáng nhân tạo. Khi tiếp xúc với ánh sáng, các bộ xương sẽ bắt đầu bị biến dạng thể xác cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này không giết chết các cá thể SCP-2863. Nó chỉ tạm thời vô hiệu hóa chúng và các cá thể của chúng sẽ tiếp tục xuất hiện vào đêm hôm sau. Cũng giống như IJAMEA đã lưu ý trong hồ sơ của họ, tổ chức SCP cũng đã tìm ra sự liên hệ của SCP-2863 với các địa điểm xảy ra đau khổ hàng loạt. Trong khi đơn vị điều tra dị thường của Đế quốc Nhật Bản xác định được 203 cá thể của SCP-2863, tổ chức đã phát hiện thêm 3 cá thể khác. Mỗi cá thể đều được tìm thấy tại các địa điểm liên quan đến cái chết và sự hủy diệt. Cá thể đầu tiên được phát hiện gần Nam Kinh, Trung Quốc, địa điểm của một vụ thảm sát đặc biệt tàn bạo trong chiến tranh thế giới thứ hai gây ra cái chết cho 300.000 người. Người ta tin rằng thực thể lần đầu tiên xuất hiện ở địa điểm này vào năm 1938, ngay sau vụ thảm sát, trong khi thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đế quốc Nhật Bản. Điều này khiến cho một số người suy đoán rằng các địa điểm mà Gasadakura xuất hiện vốn dĩ gắn liền với biên giới của Nhật Bản với tư cách là một quốc gia và đã biến đổi theo những thay đổi địa chính trị. Trường hợp thứ hai được phát hiện cách thành phố Fukuoka của Nhật Bản vài km, một thành phố từng bị các lực lượng đồng minh ném bom trong chiến tranh. Vụ thứ ba được xác định vào năm 2011 tại vùng Tohoku của Nhật Bản, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima. Mỗi cơ thể kể trên đều mang những thương tích của những người đã trải qua các thảm kịch gần đó. Với dị thường đầu tiên có xương bị nghiền nát, dị thường thứ hai có dấu hiệu bị bỏng nặng và dị thường thứ ba là thiếu nhiều chiếc răng. Điều thường xảy ra trong các trường hợp nhiễm phóng xạ cực độc. Những vết thương cụ thể này bổ sung thêm bằng chứng về mối liên hệ mà Gasadakuro có thể có với sự khốn khổ của con người. Bản chất khó đoán của SCP-2863 và khả năng xuất hiện của chúng ngay cả sau khi bị vô hiệu hóa đã khiến cho việc ngăn chặn dị thường này trong thời gian dài là không thể. Chúng được phân loại là Keter. Trong trường hợp một số cá thể được phát hiện, lực lượng đặc nhiệm cơ động Omicron 3 được điều động đến khu vực nơi họ sẽ cố gắng vô hiệu hóa thực thể thông qua việc sử dụng đèn pha công suất lớn. Bất kỳ dân thường nào tiếp xúc với SCP-2863 và sống sót đều được cho sử dụng thuốc mất trí nhớ cấp A để họ có thể hy vọng tiếp tục cuộc sống của mình và quên đi cuộc chạm trán kinh hoàng với những bộ xương chết đói. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, ví dụ như SCP-966, kẻ giết giấc ngủ. Dị thường nữa quyết định biến con người thành con mồi ưa thích của nó. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một điều dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.